Tiếp tục nghiên cứu kinh La Tiên ha. Hôm trước là tới câu 20 là phần cảm thọ rồi. Hôm nay mình cứ tiếp tục đi từ từ vậy á. Mình sang câu thứ 21. 21 này là câu hỏi là cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Thường thường trong quan niệm của mình nghĩ là có cái linh hồn đi tái sanh đúng không? Hoặc ít là có cái thức đi tái sanh đúng không? Nhưng mà trong câu hỏi này sẽ giải quyết cái vấn đề đó, là cái gì dẫn dắt đi tái sanh. Thế Đức Vua mới hỏi: cái gì dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh thưa Đại Đức? Thì Đại Đức Na Tiên mới trả lời là danh sắc Tâu Đại Vương. Danh sắc là chỉ cho cái thân tâm của mình ấy. Danh tức là tên gọi. Tên gọi là cho tâm ở trong ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc là thuộc về cái thân, thân gọi là thân thịt của mình này, gọi là sắc pháp trong Phật giáo, hay gọi là sắc pháp, đó là thuộc về vật chất. Còn danh tức là tên gọi, tại vì cái đó chỉ có tên gọi, mình không nắm bắt được, không đo được, không lường được. Thế gồm có thọ tức là cái cảm giác của mình này, tưởng, rồi hành tức là cái hành nghiệp của mình, rồi thức tức là cái khả năng nhận thức hiểu biết của mình. Thì những cái đó là thuộc về tâm, thế gọi là danh, tức là mình không có nắm bắt, không có đo lường được. Tiếp kinh nghĩa là danh sắc của con người cũ này sánh trở lại, ý là Đức Vua muốn hỏi là sau khi mà chết á, có phải là thân tâm của người cũ tái sanh làm con người mới không? Ý là sau khi mình chết rồi, mình tái sinh thành đứa bé rồi, thì cái thân tâm của đứa bé đó với cái thân cũ của mình á, là có phải là một hay không? Đó. Thì Đại Đức Na Tiên mới trả lời này: không phải vậy Tấu Đại Vương, chính danh sắc này làm việc thiện ác, và chính do năng lực của nghiệp thiện ác ấy mà một danh sắc khác kế tục được sanh ra để nhận lành quả phước hoặc tội đã tạo tác. Thế có nghĩa là ở trên cái thân của mình đây, là thân tâm này, thì nó chia thành ba cái nghiệp, đó là thân nghiệp này, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì do ba cái nghiệp này khi nó tạo tác á, thì nó để lại một cái năng lực, thì chính cái năng lực đó thúc đẩy cho những cái nghiệp đó nó tái sanh hiện tại trong đời tương lai. Thì cái năng lực đó mình gọi là cái nghiệp lực. Nhưng mà phải căn cứ trên cái thân này á, thì nghiệp nó mới được thành lập. Giống như thân nó có ba nghiệp, ba nghiệp bất thiện ở thân đó là sát sinh này, trộm cắp này, rồi là dâm dật. Còn ở khẩu á, ở miệng nó có bốn nghiệp: nói dối này, nói hái lời này, nói thô ác này, rồi nói thêu dệt. Nói dối tức là không nói thành có nói thành không. Nói dối. Còn nói đấm thọc tức là mình nói bên này rồi thọc bên kia, mang lời người này nói lời người khác. Rồi nói thô ác tức là những lời nói mà liên quan tới sân hận, mả lì người, xúc phạm người, làm cho người nó khó chịu. Và cuối cùng lời nói thêu dệt, một nói thành mười, thêu dệt ủy mị. Rồi tấm thì có ba nghiệp, đó là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Thì chính 10 cái nghiệp này á, khi mình sống, mình tạo tác, thì sau khi nghiệp đó nó thành thục, nó để lại một cái năng lực. Thì cái năng lực của nghiệp đó là giúp mình tái sanh một đời sống mới. Vậy thì tái sanh trong Phật giáo á, không phải là linh hồn đi tái sanh,
cũng phải là tâm hay sắc thì tái sanh, mà đó là nghiệp nó tái sanh trở lại. Thì khi nghiệp nó tái sanh thì cái này thì hơi khó, tại vì nó hơi siêu hình. Bây giờ này đơn giản này, lấy ví dụ là nghiệp tái sanh nha. Buổi sáng mình đói mình ăn, đúng không? Nhưng khi ăn no rồi mình không có muốn ăn nữa. Nhưng với trước đói thì hành động ăn của mình sẽ lặp lại, đúng chưa? Thì cái hành động ăn đó tức là cái mình gọi là cái nghiệp nghiệp ăn uống. Thì chính cái nghiệp đó nó tái sinh. Nhưng mà vì sao nó phải ăn? Tại vì nó sợ đói nó sẽ chết, sợ cái thân này sẽ chết, cho nên nó buộc phải ăn. Thì cái mà giúp cho cái nghiệp đó nó tái tạo á, là do mình khát ái sinh tồn. Nếu mà mình không có khát ái cái sự sinh tồn, cái sự tồn tại của mình á, thì cái nghiệp nó không có chi phối mình được. Thì cái dẫn dắt mình đi tái sanh cũng vậy. Khi mình chết á, khát ái sinh tồn của mình nó khởi, tức là mong muốn mình được tồn tại trong tương lai, mong muốn mình được tồn tại, mình được sống. Thì chính cái đó, cái khát ái sinh tồn đó làm cho mình tái sinh. Cho nên bậc A-la-hán là người ta không còn khát ái sinh tồn nữa, cho nên người ta không có tái sinh đời sau. Còn như mình khi đối diện với cái chết là mình hoang mang lắm. Bây giờ mình không có sợ đâu. Nhưng mà khi cái tâm của mình thật sự thấy cái thân này hoại diệt thật á, là bắt đầu tâm nó hoang mang. Tâm hoang mang là khi đó nó sẽ tìm tìm bám víu cái này cái khác. Vấn đề tái sinh ở trong Phật giáo liên quan tới ái. Thế trong 12 nhân duyên nó có nói đến một chi phần đó là ái. Học qua lớp cơ bản rồi thì biết. Tiếp tục kinh văn. Nếu danh sắc cũ mà không trở lại thì đời này làm ác, đời sau đâu có chịu tội báo. Và như thế nào có nghĩa là mình đã thoát khỏi luân hồi sanh tử. Ở đây Đức Vua nói á, là khi tái sinh rồi thì không phải là cái thân này nữa à. Vậy thì cái đời này làm ác á, thì đời sau á, là không có phải chịu. Có hiểu cái câu hỏi đó không? Nếu mà đời này làm ác và đời sau không phải chịu nữa thì cái trách nhiệm đạo đức á, nó đâu có còn nữa. Ý Đức Vua họ hỏi hỏi Đại Đức Na Tiên như vậy. Thế Đại Đức Na Tiên mới trả trả lời này: không phải vậy Tấu Đại Vương, chỉ có người không gây nhân thiện ác mới chấm dứt tái sanh, chứ còn nếu gây nhân thiện ác thì sẽ trở lại để thọ nhận quả báo vòng sinh tử, vì thế sẽ tiếp nối mãi mãi không dừng. Danh sắc cũ và danh sắc mới cũng chính là mình đấy chứ không phải ai khác. Tuy là cái thân mới á, nhưng mà nó có trên cơ sở cái thân cũ. Nó có là do cái nghiệp lực nó thúc đẩy, mà nghiệp lực á, là cái nghiệp là do cái thân cũ nó tạo ra. Đó. Cho nên á, phàm phu sau khi chết thì sẽ tái sanh liền, sẽ tái sanh để có thân để thọ nhận cái quả báo thiện ác. Cho nên mình sau khi mà mình mất đi là thân tâm nó sẽ duyên hợp thành một cái đời sống mới. Chỉ có một một người duy nhất là sau khi chết thân tâm nó tách rời thôi. Đó là khi Phật đi vào Niết Bàn là thân tâm nó không duyên hợp trở lại nữa. Còn tất cả sau khi chết cái là mình phải duyên hợp lại làm một cái một hình thức sống mới. Thì tùy theo cái trình độ đạo đức của mình, phước báo á, người nào cao thì làm trời, làm người. Còn phước báo với đạo đức kém thì mình làm súc sinh. Đấy. Rồi ngạ quỷ. Thì cái câu hỏi chính trong này mình cố gắng nắm bắt này. Cái vấn đề tái sinh trong Phật giáo đó là nghiệp,
nghiệp đi tái sinh, chứ không phải linh hồn hay là một cái gì hết. Đó. Thì chính cái hành vi hằng ngày của mình này, hành vi nó thành thục, rồi nó tích lũy nên cái năng lực đó nó tái sinh ngược trở lại. Thì cái ví dụ đơn giản nhất để mình dễ thấy nhất hằng ngày đó là mình ăn uống, rồi mình ngủ nghỉ. À, liên quan tới sinh hoạt hàng ngày là mình dễ thấy cái đó. Thì rộng ra cho đến khi sinh tử nó cũng vậy, là nó sẽ các nghiệp nó sẽ tái sinh. Là nói đến tái sinh trong đạo Phật đó, là nói đến nghiệp, nghiệp mà tái sinh. Thực tế cái vấn đề mà duyên khởi này nó hơi rộng lắm. Cái thời kỳ đầu thì nói về nghiệp cảm duyên khởi, sau thì nói đến á lại giá duyên khởi, rồi cuối cùng về là chân như duyên khởi. Nhưng mà trong cái phần lĩnh vực của kính Na Tiên thì nói về là nghiệp cảm duyên khởi. Thì khi mình tạo tác cái nghiệp mà thành thục và để lại cái năng lực của nghiệp, năng lực đó khi đủ duyên thì nó sẽ tạo tác trở lại. Đó. Thế khi mình chết cũng vậy, thì chính cái năng lực nghiệp đó nó đẩy cái khát ái của mình lên, cái khát ái sinh tồn, chính cái khát ái sinh tồn nó làm cho mình thò thái mới. Đơn giản là mình ham sống gì. Bây giờ mình còn khỏe, mình không cảm nhận được cái đó đâu. Ái khi nào ốm thập tử nhất sinh là khi cái tâm mình đối diện với cái sự hủy hoại của thân thể, biết chắc chắn nó sẽ chết đó. Bác sĩ nói là giờ sắp chết ấy, là khi là cái sự sợ hãi nó khởi lên mạnh lắm. Còn mình giờ chưa, cái tấm của mình chưa chạm cái đó, chưa chạm là mình chưa cảm nhận. Nhưng mà khi thật sự chạm vô một cái tấm, thật sự chạm nó biết chắc chắn là cái thân này sẽ hoại diệt ấy, là nó sẽ hoang mang, nó sợ hãi. Thì từ chỗ đó là do mình sợ chết, mình sợ mất cái đời sống. Chính vì sợ đó mà mình khởi lên khao khát có một cái đời sống mới. Mà trong kinh gọi là trong ái đó, gọi là khát ái sinh tồn, hữu ái á. Có ví dụ trong kinh này: xin đại đức hãy cho ví dụ, ví như kẻ trộm xoài, chủ nhà bắt được quả táng, dẫn đến đại vương nhờ sự trì, bị cáo cài răng, hà thân không hái xoài của người ấy. Trái xoài của anh ta trong hồi trước chỉ là hạt mầm ở dưới gốc, còn mà trái xoài hà thân hại là trái to ở trên cành. Hà thân không có ăn trộm, tấu đại vương với lý lẽ như thế, đại vương có xử phạt ý được không? Ý là nói về thân trước thân sau á, là cái thân trước giống như kiểu là cái hạt xoài á, thì cái người chủ là trong nó trong cái hạt. Nhưng mà ông ăn trộm là ông hại trên cành. Thì ông lý luận như vậy á. Thế đại đức nói thế mới lấy cái ví dụ này để lý luận cái vấn đề thân trước thân sau á. Nhưng mà tướng tục của Phật giáo không có cái hạt xoài á, thì không có quả xoài. Cũng giống như cái phần trước mình học là tướng quan thân trước thân sau á. Mà câu hỏi này nó có liên hệ đóng. Tức dầu có ngụy biện hay ho, trẫm vẫn xử phạt tên đánh trộm kia như thường. Đại đức nói tên họ là sao lại thế được, ý đâu có hại cấp trại của người kia, trong đâu mà xử tội. Thưa đại vương, đánh răng thế, nhưng mà trại cây ý hại trộm ấy cũng do từ trại kia sanh ra, nó nảy mầm, nó tăng trưởng mà thành, cho nên người kia cũng không thoát khỏi tội. Tỳ kheo Na Tiên gật đầu, cũng như thế đó, là danh sắc cũ và sanh sắc mới, tấu đại vương, việc tái sanh từ đời này sang đời kia cũng vậy. Nghiệp thiện ác trong đời giống như đã gieo hạt giống, nảy mầm tăng trưởng, mai sau tất có quả báo. À, thì cái hành nghiệp của mình hằng ngày ấy, khi nó thành thục là nó kết thành một cái nhân. Thì cái nhân đó mà khi đủ duyên nó sẽ phát khởi thành hành động trở lại tiếp. Thì sự tái sinh của mình, cái thân sau của mình cũng vậy, cái thân này tạo ra bao nhiêu nghiệp thiện ác á, khi nó thành thục rồi nó tích tụ thành cái nhân thiện nhân ác đấy đó.
Rồi khi chính cái thiền, cái ác đó, cái năng lực đó, nó đẩy mình đi một đời sống mới. Thế cái thân xấu của mình ấy, là căn cứ trên cái thiền, cái ác đó nó thành lập, chứ không phải tự nhiên nó có. Cho nên mình có hiểu như thế ấy, thì mình mới chịu trách nhiệm cái đời sống, đạo đức, hành vi của mình trong hiện tại. Nói về tái sanh, cái gì tái sanh, tạm thời tới đây ha. Ví dụ ở trong này thì dài lắm, ai có điều kiện thì mở ra đọc trực tiếp ở trên, trên mạng có. Mình sang câu thứ 22. Câu thứ 22 là: không nên hỏi lại câu hỏi đã hỏi. Đức vua Milanda chợt hỏi: đại đức hiện nay còn tái sinh nữa chăng? Này đại vương đã hỏi rồi, mà Bần Tăng cũng đã trả lời rồi, rằng nếu Bần Tăng còn tham sân si phiền não, còn ham muốn sự sống, thì Bần Tăng còn tái sinh. Bằng ngược lại, Bần Tăng sẽ vô sanh. Để mình hiểu cái vấn đề tái sinh về không tái sinh này, một người đang còn phiền não, tâm đang còn tham sân si chi phối, thì chắc chắn sẽ phải tái sinh. Tham nó thuộc về ái, sân nó cũng thuộc về ái, nhưng mà nó biểu hiện hai mặt. Tham là những cái tâm nó thích, nó muốn nắm giữ, nó muốn sở hữu. Còn sân là những cái tâm nó không thích, nó muốn đẩy ra, nó muốn phá hủy. Tham và sân là nó biểu hiện hai mặt của tâm, một bên là nó thích sở hữu, còn một bên là nó muốn chối bỏ ra. Thì sĩ, sĩ tức là vô minh, vô minh tức là sĩ. Do không hiểu biết đúng sự thật nên mới khởi lên tham sân. Mà khởi tham sân thì là sẽ có tái sinh, có phiền nào là có tái sinh. Cho nên cái gốc của mình tu hành là cổ ta làm sao cho tham sân nó giảm, nó càng ngày nó càng giảm xuống. Mà tham sân muốn giảm là cái pháp căn bản nhất đó là thiểu dục trí túc. Thiểu dục trí túc là căn bản của việc tu hành. Nó thiểu dục trí túc trên ba thứ thôi: ăn, mặc, ở. Cái trong kinh gọi là tam thường bất túc. Đối với cái ăn, mình ăn để đủ chất, đủ no được rồi, chứ không có tìm cầu về mỉ vị này, màu sắc kia, món này món kia. Tức là ăn mục đích chính là để nuôi thân. Thứ hai mặc, thứ nhất là để che thân, thứ hai là tránh mùi mông, tránh nắng, tránh gió. Thứ hai này là hợp thời, giống như trong công sở thì mặc kiểu gì người ta quyết định sao thì mình mặc vậy. Rồi đi chùa người ta quyết định sao mình mặc vậy. Đó là thuộc về ăn mặc. Thứ ba là ở, chỉ cần nhà kín gió rồi gọi để ở bình thường là được. Tức là làm sao để mình có cái chỗ an toàn, giấc ngủ tốt là được. Chứ có nhiều người thấy có cái giường cả mấy trăm triệu, nhiều khi những cái đó nó không nên. Nó đưa tâm mình vô tham đắm trong cái đó. Cho nên mình mà tu được thiểu dục trí túc là giới nó nằm trong, giới nó nằm trong thiểu dục trí túc. Người mà có thiểu dục trí túc là tự động nó thành tử giới, không cần phải thỏi giới nào hết á. Tức là ăn ít, ngủ ít, ở đơn giản, mặc đơn giản, thì tự động giới nó nằm ở trong đó. Cho nên ở trong quỷ thầy ấy, khi mà thỏi giới tí khéo, sau khi thọ giới tỳ khéo với xong, tức là thọ để làm tỳ khéo, thì truyền đầu tiên không phải là giới, mà truyền tự thánh chủng, tức là bốn cái giá tài của thánh truyền nhau chủng. Thứ nhất là liên quan tới ăn này,
Thứ hai là mặc này, thứ ba là thuốc men này, thứ tư là ngủ nghỉ. Cái nhà cửa đó gọi là thánh chục, ăn nó bằng cách khất thực. Bây giờ quý vị thầy ở trong chùa không khất thực nữa, nhưng mà thức ăn hoàn toàn là do Phật tử cung cấp, chứ cũng không phải làm kinh tế. Nó cũng chưa mất ý nghĩa là sống dựa vào khất thực. Thứ hai, y phục thì ngày xưa là ba y, giờ thì nhiều hơn do cái điều kiện kinh tế. Phật tử có điều kiện kinh tế hơn thì quý thầy nhiều khi đồ áo cũng được thoải mái hơn, nhưng mà cũng không có nhiều đâu. Như thầy thì có 4 bộ vừa đủ, nhiều mất công ít tắm xong giặt liền sạch sẽ nó gọn gàng, nhiều khi lâm biếng. Rồi thuộc men là tự thánh chủng là gì, liên quan là thực phẩm này, ăn uống này, rồi mặc này, thuộc này, rồi chỗ ở. Thì trong tự thánh chủng ba ý bình bát, rồi thuộc men thì dùng những thuộc đơn giản, rồi ở thì ở gốc cây. Thì đó là tự thánh chủng, có nghĩa là chư Phật với các vị thánh người ta truyền là truyền tài sản vật chất, là truyền theo cái đó đó, là chỉ có 4 thứ đó thôi. Mà 4 thứ đó nó liên hệ tới là ăn mặc ở, nếu mà biết đủ, tức là từ thiểu dục trí túc ở trong đó luôn. Mà khi mình thiểu dục trí túc được là từ đồng giới nó nằm ở trong thiểu dục trí túc, mà người có giới là từ đồng nó an lành đó. Giáo cũng nói về người mà sống thiểu dục trí túc là gần với niết bàn, tất cả là nó gần với niết bàn. Người sống thiểu dục trí túc là không bị nghiêng bên này, không bị nghiêng bên kia, không có đắm trong hưởng thụ nhưng cũng không có đắm trong khổ hạnh, tức là sống cái nào biệt vừa đủ, ít ham muốn, bằng lòng với những cái gì mình có. Trí túc là vừa đủ, thiểu dục là ít ham muốn. Câu số 23 này, danh sắc tương quan liên hệ, gọi là Đại Đức đã nói đến danh sắc. Vậy cái gì là danh, cái gì là sắc? Phàm vật gì mắt thấy được, sơ nắm được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là áp. Cái gì có tính trừu tượng như tấm vương, tấm sở thuộc ý niệm tứ tượng thì gọi là danh pháp. Tại sao các danh pháp thì có tạo tác đến đời sau, còn sắc pháp thì không? Thì Đại Đức Na Tiên mới trả lời là chẳng phải thế đâu vương. Hai pháp danh sắc này tương quan liên hệ với nhau, danh phải nương gã vào sắc, sắc phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một sánh mạng, chúng luôn luôn nương nhau, không từng lìa bao giờ. Có nghĩa là phàm phú là thân tâm nó không bao giờ lìa nhau được, bỏ thân này là phải có thân mới liền. Thì theo tinh thần như trong kinh này là mình chết là phải tái sanh liền, là phải có thân sau liền. Thứ hai nữa, mình chưa thành Phật thì thân tâm nó không có tách rời nhau được, nó cứ duyên hợp, nó nướng gã nhau để tồn tại vậy. Nếu mà theo như quan điểm của kinh này thì chắc là không có ai sợ má nữa đâu. Tại vì sau khi mình chết cái là phải tái sinh để có thân liền. Mới nói là xin cho nghe ví dụ, ví như một cái phối trứng, ban đầu nó trong và ướt, sau đó nó đặc sệt, dần dần tưởng hình thành quả trứng, rồi nở thành chim, thành con gà. Cái phối thái ban đầu ấy sở dĩ có được là do nhờ thức tái sanh, nướng gã vào sắc chất,
của gà mà tạo nên mâm sống. Trong mâm sống ấy đã có danh sắc nương gã lẫn nhau, tương quan liên hệ với nhau, đồng sanh đồng hiền hữu đã từ vô thủy đến nay rồi, trải qua thời gian dài vô tận. Ý cái ví dụ này là ông lấy quả trứng ở trong con chim, con gà, con vịt đó. Tức là thời kỳ đầu là chỉ nó một có một nó trống vẫn là ướt, rồi dần dần nó đặc sệt nó thành trứng, nó chuyển thành thành gà, gà con thành chim. Thế cái quá trình danh sắc nó nướng gà ở trong đó. Tại vì theo lý thuyết thì khi mà mình mất á, thì mình sẽ có cái lúc mà mình tái sinh á, là có một cái thức chuyển từ đời này sang đời khác, nó gã vô trong cái danh sắc trong cái thai đó, thì bắt đầu nó lại hòa hợp, rồi dựa vào các điều kiện nhân duyên bắt đầu nó phát triển thành một cái chúng sinh mới. Học mà cái này thì hơi trừu tượng chút, tại vì cũng không ai nắm bắt được. Thì mình cố gắng nghe để mình tư duy á. Thứ hai để mình hiểu về cái bản chất của nó. Nhiều khi mình không cần thiết phải tìm sự thật cả đó như thế nào đâu. Nhưng mà mình cố gắng biết là có một cái đời sống phía sau khi chết. Thứ hai, bản chất của sự sống của cái con người chúng ta là thân tâm nó luôn luôn hòa quyện với nhau, nó không có tách rời được. Đó. Mình nắm được những cái ý chính đó là được. Nói đến danh sắc á, tức là thân về tâm, nó cũng trừu tượng lắm. Giống như mình đọc rồi mình phân tích, mình theo sách vở là gì, cái nói về tâm, mình chưa có đủ tĩnh lặng để thấy những cái mà như trong kinh nói đâu. Mình chưa phân biệt được khi nào là thọ, khi nào là tưởng, khi nào là hành đâu. Trừ khi cái mức độ tâm của mình thiền định nó sâu sắc á, mình mới thấy sự sinh khởi cái đó quá các bước. Còn mình giờ đang theo con chữ thì mình theo chữ, mình biết cái hướng mình tư duy rồi mình tu tập. Chứ tâm nó biến đổi máu lẻ, mình mà không đủ độ tĩnh lặng là mình không có nhìn thấy cái sinh khởi của nó đâu. Nhưng mà mình cũng phải biết cái hướng để mình tư duy, để mình cách để mình điều phục thân tâm mình. Thì lúc đầu thì mình làm việc thấu, mình tu lâu mình làm dần thì mình sẽ làm được những việc vi tế hơn. Mà liên quan tới danh sắc rồi cái gì dẫn dắt đi tái sanh á, cái mấy cái đó là liên quan tới trong một nội dung á, tuy nó phân ra nhưng mà rồi chúng giờ đi sang cái câu mà câu 24 này thì nó không liên quan tới cái đó, nó liên quan tới không gian về thời gian. Thì câu hỏi 24 là liên quan tới không gian và thời gian. Đức vua lại hỏi tiếp này. Đại đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô tận. Điều ấy được hiểu như thế nào? Là Đại đức Đa Tiến trả lời: thưa, thời gian trải qua ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thủy, không có khởi đầu, vì lái thì vô chung, không có điểm chấm dứt. Nên nói quá khứ, vì lái đều vô cùng vô tận, còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Ý nó là về quá khứ, nó vô cùng vô tận, nên mình không tìm được điểm khởi đầu. Còn về tương lai là mình không tìm được cái điểm chung, điểm kết thúc. Còn hiện tại thì nó biến đổi trong từng chớp mắt. Nhưng mà quá khứ, tức là cái đã quá rồi gọi là quá khứ đúng không? Nhưng có cái định nghĩa về quá khứ, nó dễ hiểu. Cái gì đã đến, đã đi thì gọi là quá khứ. Cái gì đã đến, chưa đi thì gọi là hiện tại. Cái gì đang đến thì gọi là tương lai. Nếu mà nói lông rùa thừng thỏ thì nó có phải là tương lai không? Tức là mình nói một cái, nó không thể xuất hiện được, không tồn tại được, thì nó cũng không thể thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai được. Quá khứ là cái đã tới,
và đã đi. Giống như ngày hôm qua này, mình sống này, thì nó đã đi qua này. Tức là hôm qua nó đã tới, nó đã đi rồi. Tại vì quá khứ, hiện tại, vị lai là những cái pháp nó tồn tại thật, nó sẽ xuất hiện, nó đã xuất hiện, đang xuất hiện và sẽ xuất hiện. Tức là nó phải có nhân duyên để nó có điều kiện để hiện hữu á. Chứ mà nói một cái mà nó không thực tế á, thì nó không phải là thuộc vào ba cái đó. Cái nó gọi hư vô. Giống như nói lông con rùa, giống như ngày mai tôi sẽ mua 1 ký lông rùa. Thế cái này có được gọi là tương lai không? Đúng không? Cái đó nó không có thật. Giống như ngày mai tôi sẽ đi làm việc, thì cái đó có khả năng xảy ra, và khi đi thì nó là tương lai. Quá khứ, hiện tại, mà thời gian nó tồn tại là do mình căn cứ trên vật chất. Mình căn cứ vào vật chất thì mới có thời gian. Giống như mình không có mặt trời á, thì mình không có khái niệm ngày về đêm. Đúng không? Tức là mình phải căn cứ vào tính tụ. Trong kinh gọi là căn cứ vào tính tụ. Tính tụ tức là các vì sao á, thì nó mới khởi lên cái khái niệm ngày về đêm. Thì thời gian nó phải căn cứ trên sắc pháp. Nếu không có sắc pháp là không có thời gian. Tức là phải căn cứ lên vật chất, rồi vật chất cho nó biến đổi như thế nào, rồi mình quy định như thế nào, là do mình quy ước. Còn nói về thời gian nó liên quan tới một pháp ẩn nào ở trong tám pháp ẩn, biết không? Đúng, ngày xưa nói vô thường, bây giờ là nói là về thời gian. Cái thời gian này bây giờ mình đang xài bây giờ là liên quan tới cái pháp ẩn vô thường. Còn không gian là liên quan tới cái pháp ẩn vô ngã. Không gian với thời gian của lạc có phải là ra vũ trụ của mình đang ở không? Câu của kính Na Tiến nó hơi xoáy thẳng vô cái triết lý với những cái vấn đề mà siêu hình á, mà lại liên quan trực tiếp tới cái nội dung kinh văn này. Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là thời gian, và thời gian này luôn hiện hữu và chi phối tất cả hữu tình, có phải vậy không thưa đại đức? Có khi có khi không, tâu đại vương. Tức là ý của đức vua nói là ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai là thời gian, vậy thì cái thời gian này đều chi phối tất cả hữu tình, có phải vậy không thưa đại vương? Thưa đại đức, thì đại đức Na Tiên mới trả lời là có khi không, tấu đại vương. Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian? Trường hợp những người đã dập tắt các pháp hành, tức là pháp hữu vi tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, không còn diễn tiến trong thời gian, không bị quy luật trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Tức là người phàm chúng ta là bị thời gian nó chi phối, không gian thời gian chi phối, không có thoát ra được cái vòng, cái sự chi phối của không gian và thời gian. Nhưng mà bậc thánh vô sanh thì họ không có bị cái đó nữa, tức là không có bị chi phối về cái đó. Cái ví dụ này thì nó cũng không có đúng lắm đâu, nhưng mà ai đó đã từng chủ tâm làm một cái gì đó mà thật say mê, hoặc đọc sách, hoặc là làm cái gì thật say mê, khi buông công việc ra nó trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi,
Mình có cảm tưởng như là thời gian nó không có tồn tại. Một khi chú tâm cao độ mà cũng có thể cảm nhận được cái đó. Thì hồi chế bậc thánh họ vượt ra khỏi sanh tử. Người đọc sách người ta đọc mê lắm. Nó buông sách ra gọi là trời tối. Nhưng những cái thời gian họ giống như không có chi phối họ. Mà thử tâm họ quan tâm ở trong cái nội dung mà cái họ đang tìm kiếm. Nào là có trường hợp tạo tác các pháp hành còn gây nhân thiện ác, nghĩa là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp khác, kiếp kia là còn thời gian. Nói cách khác, thời gian đồng nghĩa với tự sinh luân hồi vô tận ấy. Thế nói đến thời gian tức là nói đến cái sự luân chuyển ấy. Ý trong câu này, cái sự luân chuyển liên tục đó. Mà một người đang chịu sự luân chuyển liên tục như vậy vậy, thì nó có nghĩa là cũng đáng bị chi phối bởi chính thời gian. Cái này thì mình học để mình tăng thêm cái nhận thức hiểu biệt thôi. Để mình tăng thêm cái nhận thức, cái quan điểm, cái tư duy của mình nhé. Còn khi mình tu thì mình chủ tâm vô cái vấn đề chính của mình thôi. Làm sao cho nội tâm của mình hết tham, hết sân, hết si. Mà muốn cho nội tâm của mình hết tham, hết sân, hết si thì nó phải đi tuân theo cái phương pháp đó là giới, định, tuệ. Giới á, nó có công năng là không để cho thân khẩu mình tạo ác nghiệp. Còn định nó có công năng á, chấm dứt những cái ám ảnh của những cái nghiệp ác đó trong tâm. Thường thường mình mà ăn cái món gì ngon hoặc là mình thích cái gì á, mà mình chưa đạt được là nó thường hay suy nghĩ tới, đúng không? Thì muốn ngăn chặn cái dòng suy nghĩ đó là công năng của định. Còn giới chỉ ngăn chặn được 7 nghiệp thôi. Thân 3 khẩu 4. Có những cái ám ảnh trong tâm á, giới không có tác dụng. Mà muốn ngăn chặn những cái ám ảnh đó là phải tu tập thiền định để chặn đứng cái dòng chảy đó. Nhưng mà thiền định nó chỉ có công năng là ngăn chặn thôi. Nhưng mà khi mình không tạc ý nữa thì cái đó nó sẽ trở lại. Là nhổ tận gốc những cái mầm mống đó là phải có trí huệ. Trên đó nó có thử lớp tu tập ở trên đó. Thì mình mới vào không có tu huệ được đâu. Đầu tiên mình phải tu giới để ngăn chặn những cái hành nghiệp ác cái đó. Khi nghiệp ác mà không được tạo tác nữa là tâm bắt đầu nó lắng dịu. Còn mình cứ làm ác hoài là tâm nó cứ sẽ bị kích động liên tục. Nó bị quả báo làm cho nó cảm giác khó chịu. Tâm bắt đầu lắng, mình tu tập đỉnh là mới có giá trị. Rồi từ đỉnh đó bắt đầu mình mới tu trí huệ. Cái giá trị của giới, giá trị của đình, giá trị của huệ như vậy. Để mình biết mình tu tập theo thừa lập cho có giá trị. Chứ mình chưa tu giới, chưa tu đình mà nhảy vào tu huệ, tu quán nó khó lắm. Nó không có kết quả. Cho nên mình mà giới á, mà mình muốn cho mình hiểu giới nó đơn giản lắm. Chứ đừng có nghĩ là giới là phải giữ cái này cái kia. Giới nó giống như cái bờ ránh, cái hàng rào bảo vệ mình giữa cái pháp thiện với pháp ác. Nghĩ như vậy nó dễ dàng, trong khi giữ không có bị mệt mỏi. Còn nếu không mà không mình không hiểu biết nghĩ đúng về giới thì giới nó trở thành cái điều cấm đoán, trở thành mình rất khổ cứng ở trong cuộc sống. Thứ hai là bản chất của giới ấy, đó là thanh lương, nó mát mẻ. Tức là mình giữ được giới pháp ác nó không xâm nhập vào thân tâm ấy, thì tự động thân tâm nó nhẹ nhàng mát mẻ. Thứ ba, giới có nghĩa là thánh cao, là cao thường. Thì mình mới giữ giới theo những cái đó thì tự nhiên nó dễ dàng giữ hơn.
Chứ còn ví dụ mình phải thọ giới này, thọ giới kia, phải giới cái này cái kia, thì giới nó trở thành điều cấm đoán, làm cho mình sinh hoạt của mình không có được nhẹ nhàng, cái gì cũng sợ. Mà mình nghĩ rằng giới giống như kiểu là cái áo để bảo vệ mình khỏi những cái việc thiện ác ấy. Thì mình như thế mình sẽ quý trọng giới hơn, và việc giữ giới của mình nó không có nặng nề. Mà từ chỗ có giới ra bắt đầu tâm nó bắt đầu mới ổn định, tức là không có vi phạm với cái ác nhiều, là tâm bắt đầu nó mới định tĩnh dần, đời sống bắt đầu mới an nha. Nhiều khi giáo lý học thì học cao siêu vậy, khi tu thực hành nó đơn giản, nó liên quan tới ăn mặc ngủ ở không, những cái đơn giản đó. Nhiều khi mình học nhiều, học để tăng hiểu biết rồi chứ, khi mình thực tập thì thực tập ở dưới thấp này chứ làm cao được. Cái việc tu của mình nó có giá trị ấy. Mình cứ xác định là cái đời sống tu hành nó gắn liền với cái sinh hoạt của mình. Nó phải xác định được như thế ấy, thì mình mới tạo ra một cái đời sống mà liên quan tới tu tập, nó mới hưởng thưởng mới cao. Ta cố gắng khỏi 30 phút công phu, một ngày 30 phút là đủ. Người nào mà hợp thiền thì ngồi thiền, người nào mà hợp thần chú thì trì chú, người nào hợp niệm Phật thì niệm Phật. Chỉ một ngày 30 phút nhưng mà nó giá trị lắm. Nó ổn định cái thân tâm cho mình. Cái này giống như nó lập trình cho mình cả một ngày vậy. Nó tâm mình đỡ chao đảo lắm. Đến đây kết thúc đúng một tiếng rồi. Giờ ai hỏi cái gì liên quan tới Phật học, nghi ngờ thì hỏi. Cái nào biết thì sẽ trả lời giúp, mà không biết thì xin nở. Học một tiếng đồng hồ được rồi, học nhiều quá nạp không vô đâu. Với lại mình học mình đừng có mong hiểu liền. Học mà hiểu liền là thầy giáo chết hết. Học là học từ từ, quá trình hiểu là mình nghe rồi mình thâm nhập từ từ mình sẽ hiểu thôi. Nghe nhiều, mình đọc nhiều rồi tự động mình hiểu. Chứ học mà hiểu liền thì không được. Thầy giỏi quá là thầy thất nghiệp. Chắc nhiều, có nhiều cái mình nghe không hiểu mình bỏ qua. Rồi sau này mình gặp chỗ khác, gặp người khác, người ta sẽ giải thích mình sẽ hiểu. Chỉ học mà hiểu liền là thiên tài. Cho nên là đi học cái nào không hiểu thì bỏ qua, không có nặng nề. Mình ngồi nghe như thế là cùng là giá trị lắm rồi. Có những cái phải 10 năm sau mới hiểu. Khi đọc không có hiểu gì hết, năm sau đọc cũng không hiểu nữa, 10 năm sau đọc thì hiểu. Nó không phải gì, việc học nó không phải gì đâu. Có những cái mà mình học không bao giờ hiểu, buộc mình phải vá chạm trong cuộc sống mình mới hiểu. Có những cái mình đọc tìm đủ thứ sách giải thích cũng không hiểu, nhưng mà đến ngày đụng vào trong cuộc sống thực tế cái là tự động mình hiểu. Cho nên là học đừng có nặng nề vấn đề hiểu biết. Hồi học, việc học diễn ra liên tục hàng ngày là cái đó nó quan trọng hơn. Còn cái nào chưa biết thì cứ để sáng đó, rồi từ từ sẽ cũng biết đó. Rồi giờ có ai hỏi cái gì không? Thì khoảng chừng 15 phút trả lời câu hỏi. Thể dục trí tục là nói cho cái bản thân mình hưởng thụ. Anh có thể làm ra rất nhiều tiền, nhưng mà nó chưa ảnh hưởng gì hết á. Nhưng mà cái vấn đề khi anh hưởng thụ quá mức, bắt đầu nó mới sinh ra phiền não. Thì cái vấn đề anh làm ra nhiều đó, anh có thể đi tái cấu trúc lại xã hội.
Tức là anh những cái chỗ nào thiếu của xã hội, những người nào cần sự giúp đỡ thì anh sẽ giúp đỡ. Nhưng mà anh phải làm hết sức của anh để tạo ra cái của cải vật chất. Trong thiểu dục trí tục là nói cho bản thân mình không có hưởng thụ quá, chứ không phải là nói là không làm hết sức mình. Tại vì trong Phật giáo rất nhiều, trong kinh điển cũng như thời nay, rất nhiều người giàu. Mà đặc điểm của những người thành công lớn, họ hưởng thụ rất ít. Có nghĩa là mình sử dụng hết sức. Thiểu dục trí tục là nói cho cái bản thân mình, tức là mình vừa đủ, đủ để duy trì thân tâm, chứ mình không có đắm chìm trong đó. Để còn làm việc thì mình phải làm hết sức mình. Khi mà của cải của mình càng nhiều thì khả năng bố thí của mình càng lớn. Muốn bố thí thì mình phải có tiền mới bố thí được, đúng không? Mà giờ muốn đi bố thí mà không có tiền thì bố thí cái gì, đúng không? Cho nên anh có khả năng kiếm được nhiều tiền thì anh cứ kiếm theo cái sức của mình, miễn là hợp pháp là được. Còn riêng về bản thân anh thì anh xài vừa đủ để duy trì thân mạng, người khỏe, không bệnh tật. Còn phần hơn nữa thì anh có thể là đi giúp đời xã hội, xây dựng chùa tháp. Nó có nhiều cách. Đó. Hơi nhạy cảm lắm. Mà trả lời không biết trả lời sao vậy đó. Mình học á, mình học kinh á, là mình phải tin kinh. Yeah. Kinh nói á, sau khi chết danh sắc nó duyên hợp lại liền, tức là phải có thân tâm. Hả? Còn cái vấn đề làm như thế á, nó có nhiều ý nghĩa trong á. Thì câu hỏi này không có trả lời được cho cô quay phim. Muộn thì trả lời riêng. Trả lời ra đùng chằm mệt lắm. À, vì sao mình học mình đọc là vậy, để mình tư duy thâm nhập cho sâu á, để mình tránh đi những cái sơ hãi. Em cho tụi con thêm về nãy có giảng về giới định tuệ, thì con hiểu về giới rồi, đó là các cái rào cản để mình thực hiện giữa cái việc thiện và việc ác để hành cho nó tốt. Còn về định thì con vẫn đến bây giờ con vẫn là mơ hồ. Thì không biết con hiểu là định có nghĩa là có phải là mình ngồi thiền để quán lại cái tâm của mình, để cho nó nhìn lại các cái hành động, các cái hành vi của mình. Như vậy thì có đúng không? Và sau khi mà mình hành và ngồi yên lặng như vậy thì sẽ và cái sau đó thì nó sẽ phát sinh được cái trí tuệ. Con chỉ có mới hiểu được đến như vậy thôi. Dạ, nhờ thầy giảng thêm cái phần định và tuệ. Dạ, con cảm ơn thầy. Bây giờ nói về định nha. Đặc tính của định nha, đó là tâm nhất cảnh tánh. Tức là tâm chỉ ở trên một cảnh. Tánh chất của định nha, đó là tâm chỉ một tâm chỉ nằm trên một cảnh thôi. Để mình hiểu cái từ ngữ của nó, để khi sẽ giải thích ra. Giống như người niệm Phật đúng không? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát gì đó, đó thuộc về niệm Phật. Tâm mình thường thường nhớ, nhớ cái câu niệm Phật đó, không có sao lạc sang cái khác. Thì tâm luôn nằm ở trên cái câu đó. Thì gọi là tính chất, đó là tâm nhất cảnh. Đó là đặc tính của niệm, à, của định. Một tâm chỉ nằm trên một cảnh đó thôi. Tâm mình này đang nói đấy mà nghỉ ngoài kia, nó không đạt được nhất tâm, đang nhìn ở đấy mà trong đầu lại nghĩ cái khác, đúng chưa? Nhưng mà đặc tính của định là tâm với cảnh ấy, nó theo nhau, nó không có rời. Nhưng mà định này thì nó cũng rộng lắm, để an trụ trong một đời sống, một công việc không vi phạm pháp luật, đó cũng là định rồi. Tức là mình sống làm việc thuần với pháp luật, đời sống là an nhàn như vậy, không vi phạm gì hết, đó cũng là hình thức của định. Là nó không có chao đảo, không có lên xuống, đó cũng là định. Nhưng mà cái định ở trong Phật giáo, tức là tâm luôn luôn nằm trên đối tượng thiền của mình,
Người tu thiền thì tâm vẫn luôn luôn an trụ trên hơi thở, không bao giờ rời hơi thở hết. Người niệm Phật thì luôn luôn tâm luôn luôn có cái câu niệm Phật đó, không có rời cái đó ra. Thì đó là đặc tính của định. Còn mình thì niệm được khoảng 10 niệm rồi mình lại nhớ chuyện khác. Đấy là mình chưa có định. Người có định là tâm chuyên chủ trên cảnh. Giống như mình nhìn vào đây là mình cứ nhìn hoài vào tâm, không bao giờ nó rời cái lý này hết. Thế đặc tính tâm chuyên chủ này, tâm nhất cảnh này này, đó là đặc tính của định. Đặc tính đó là nhất tâm. Nhất tâm ở đây không phải là một tâm, mà là một tâm nó chỉ bám theo một cảnh thôi. Thì người mà tu thiền thì người ta lấy hơi thở, còn người niệm Phật thì người ta lấy cấu niệm Phật. Tâm người ta chỉ ở trên đó. Thì trong quá trình tu mình hiểu tính chất đó để mình tu. Vậy giả sử như mình đang niệm Phật như vậy, rồi tự nhiên mình nhớ chuyện gì đó. Là khi mình nhớ chuyện gì là mình đâu có nhớ được cấu niệm Phật này, đúng không? Mặc dù miệng vẫn niệm, nhưng mà tâm mình không có theo nữa. Thì mình biết đặc tính của định là tâm nhất cảnh. Thì khi mình nhận thức ra là mình là cái kẻ của tâm, mình trở về là cái câu niệm Phật liền. Đó là kỹ thuật để mình luyện thiền định. Rồi phiền não nó đẩy mình đi. Nhiều khi mình đi rong chơi một hồi lâu, mình mới giật mình mới nhớ lại. Thì khi nhớ lại lúc nào là mình phải trở về với câu niệm Phật liền. Hoặc là người tu thiền này trở về với hơi thở liền. Đó là cách kỹ thuật để mình luyện. Thì mình luyện riết là bắt đầu tâm nó sẽ an trụ ở trên cái đối tượng mình chọn. Mà khi nó an trụ rồi á, tâm nó có định là sinh ra hỷ lạc ở trong tâm, là bắt đầu là nó nhẹ nhàng, nó khinh an. Cái này phải luyện hàng ngày, hoặc người nào ngồi xuống thiệt tinh tú là sẽ cảm nhận ra cái đó. Mình cứ tập rồi bắt đầu nó là kéo mình đi, để chuyển này chuyển gia đình này, chuyển cơ quan này, đủ thứ chuyển đó, nó kéo đi. Rồi mình lại cứ giăng co lại, mình lại kéo nó về, kéo về được chút á, rồi nó lại dẫn mình đi. Nhưng mà quá trình đó mình phải diễn ra liên tục trong tâm. Cho nên nhiều người nói mày ông thầy tu nhiều khi sao mà rảnh vậy. Thế đúng là việc nặng trả tay chân thì nó rảnh thiệt. Nhưng mà người tu thiền ở trong tâm họ bận rộn lắm. Tức là phải chiến đấu liên tục với những cái trạng thái pháp thiền pháp ác nó sinh khởi trong. Cho nên hồi trước Ngô Pháp có đứa bạn hỏi là ông dư sướng rồi, ở chùa sướng. Mới nói nó, muốn sướng thì vô ngồi đó, cứ ngồi cho yên trong chùa đó có người nấu cho mau. Nhưng mà nhớ là ngồi cho yên, đừng có đi đâu hết á. Ngồi được 2-3 ngày hoảng liền, nó phải về. Thế tâm mình, nó cứ thiền ác, nó cứ... Khi mình đang buông lung mình sống mà mình không thấy đâu. Nhưng mà khi mình tròn cái đời sống tu của mình, mình ép tâm mình đi theo cái hướng thánh thiền á. Thì bắt đầu những cái bất thiền đó, nó sinh khởi, mình sẽ thấy rõ cái đó. Người nào thật tâm tu ngồi xuống là sẽ thấy được những cái đó liền. Mình cố niệm Phật để cho nhất tâm, hoặc là mình cố ngồi thiền để cho đắc đỉnh. Nhưng ngồi chút chịu là nó làm cho mình nghỉ lúng túng, kéo mình đi đây đó. Thì lúc đó mình nhớ lúc nào mình trở về lúc đó. Nó kéo mình đi thì mình là cứ trở về, kéo mình đi mình cứ trở về, cứ làm miết vậy đó. Thì dần dần nó quen. Nó quen. Thế cái này mấy ông thiền sư nói là giống như nó mèo hoang nó tới. Mình không có chiều nó, không cho nó ăn, thì sau này nó không có tới nữa. Thì phiền nào khởi lên trong tâm mình cũng vậy đó. Mình không xua theo nó, mình không chiều theo nó, mà mình cứ trở về với cấu niệm Phật. Riết mà thời gian nó phiền nào nó sẽ yếu dần. Những cái suy nghĩ viển vông, những cái dòng cảm xúc dần dần nó lắng dịu, nó giảm cương độ xuống. Thì đó là cái kỹ thuật mình tu định. Còn đắc như thế nào thì khi nào đắc nó tự cảm nhận. Chứ cũng không biết được. Mỗi người đắc người ta cảm nhận mỗi kiểu riêng. Pháp của Phật là tự trí tự chứng mà. Ai tu người đâu biết. Còn thứ ba về Huệ. Huệ là sinh ra bằng ba con đường. Một là văn, mình nghe. Mình nghe mình hiểu. Hai, sau khi nghe rồi mình tư duy. Mình tư duy mình hiểu vấn đề. Sau khi mình hiểu vấn đề rồi, mình áp dụng cái đó vào cái đời sống để mình điều phục.
thân tâm mình để trở nên thanh tịnh, thì cái đó nó sinh ra hồi. Phật không phải là sự hiểu biết nhé. Trí huệ trong đạo Phật đó, là những cái hiểu biết mà liên quan tới vô tham vô sân, thế mới gọi là thành trí, thì mới thành huệ.